tôi kể anh nghe câu chuyện tâm tình của đời chính nhân. Chiến hành quân xưa tôi đã quen người em nữ quân nhân. Tuổi nàng vừa tròn thở ngày đổi chính tuổi tôi không trần hơn. Bốn năm rừng sâu bốn năm trên đồi núi mình gặp nhau đây lúc quê hương lừa dây. Thân trai ngày chi gió sương cổ thì gia từ để lại điểm vui chưa tặng. Tôi đi cho quê mẹ than chiến tranh để người em bé nhỏ còn dập dìu trên phố vui. Tôi anh hay ta cùng chung hướng đi chiến cuộc dẫu dày mà tình quê hương con đó. Tôi tương tư một ngày vui núi sông, ngày mai rất đẹp cho đôi mình lại gặp nhau. Lâu rồi xa xôi bên giờ em còn xuôi ngược nơi đâu. Gửi nhau một niềm tin chiến tranh còn đây qua châu chưa liềm tặng thì đường chính nhân có đâu là dài. Tôi thân trai ngày chi gió sương khổ thì gia từ để lại đêm vui chưa tặng. Tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh để người em bé nhỏ còn dập dìu trên phố vui. Một dấu dày mà tình quê hương còn đó. Tôi tương tư một ngày vui núi sông, những ngày mai rất đẹp cho đôi mình lại gặp nhau. Lâu rồi xa xôi biết giờ em còn xuôi ngược nơi đâu. Gửi nhau một niềm tin chiến tranh còn đây qua châu chưa liềm tặng thì đường chính nhân
có đâu là dài. Chiến tranh còn đây quá châu chưa liền bằng, thì đường kinh nhân có đâu là dài. Chiến tranh còn đây quá châu chưa liền bằng, thì đường chính nhân có đâu là dài.